việc thì mình ra ngoài thì đi về thì là xe mình đậu ngay chỗ này đó, đậu đó thì ra thì mình phát hiện là ai đụng xe mình xong bỏ chạy không để lại một chút thông tin nào nữa luôn. Không, tức một cái là mình ngồi ngay chỗ này mà nó đụng mình ngay chỗ này mà mình không biết đó. Xong thì mình đang chạy chiếc xe này đúng quỹ không? Thì xe của mình đang sửa thì bảo hiểm nó cho mình lấy một chiếc xe thuê. Thì hôm bữa thì là nó cho chiếc Nissan nhưng mà chiếc Nissan chạy chán quá cho nên mình đi đổi chiếc Jaguar F-Pace. Rồi, được quá. Cái đầu mới của mình đã về mấy bạn. Bự quá không biết làm sao mà để con xe đây. Đây chắn là không vừa rồi. Thùng gì bự dữ. Body shop thì tụi nó nói là chiếc xe là khoảng có chừng là 2 tuần hơn sẽ xong, tại vì sẽ phải là phân nhiều cái để mà mình có thể bỏ cái bumper này vô một cách mà giống như là hoàn hảo. Những cái mà mình phải bỏ vô giống như là những cái cảm ứng lúc cảm ứng phía trước của chiếc xe đó,
để mà lúc mà mình đậu xe mình gần cái gì đó thì nó kêu lên á, thì là mình phải chuyển mấy cái đó qua. Thì là cái bumper này mình mua là không phải là đồ rin, cái này là đồ độ, cho nên là nó không có hoàn hảo lúc mà mình bỏ vô, cho nên là cần mấy người mà chuyên nghiệp rồi nọ cắt xén đồ này nọ thì lúc đó thì nó vô nó mới đẹp. Chiếc xe của mình đó là bị người ta đụng rồi bỏ chạy thì cảnh sát nó điều tra vậy, nhưng mà mình thấy là cảnh sát nó chắc không sẽ không làm được gì đâu, thì là bảo hiểm của mình sẽ đền cho nó, rồi mình sẽ trả tiền deductible. Tiền deductible thì mình chỉ trả 250 thôi, nhưng mà tại vì là LJ muốn cái xe của mình, cái muốn cái bumper khác chứ không phải là muốn cái bumper rin đó, cho nên mình phải bỏ từ tiền túi ra mình mua cái bumper mà mình muốn. Thì tụi bảo hiểm nó không biết điều này, nếu mà nó biết á, thì là cũng hơi mệt cho tụi nó. Nói chung là mình với lại tụi body shop là sẽ không nói với tụi bảo hiểm. Cái bumper thì là mình order ở bên Cali thì là nó khoảng 1 tuần nó mới tới, xe thì làm 2 tuần mới xong. Nhưng mà tụi bảo hiểm á, thì tụi nó chỉ cho là chiếc xe xong trong vòng 2 tuần thôi, tại vì nó sẽ trả tiền thuê xe cho mình trong vòng 2 tuần, hơn là nó không chịu. Cho nên ngày hôm nay LJ phải đi trả chiếc xe Jaguar này, rồi phải mượn xe bạn chạy. Giờ LJ còn có một chiếc xe thôi, cho nên phải mượn xe bạn chạy. Chiếc xe của bạn mình rất là đẹp, rất là vui. Dân chơi mới gọi nói là cái logo Lexus cũ quá nhỏ, phải mua cái mới hay mua cái bự hơn. Cái này là của GSF, cái này last piece of the puzzle, 220 đồng, vậy luôn. Hello, xin chào bạn. Thì cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Bây giờ mình đang ở chỗ mà tụi nó làm xe mình để mà lấy chiếc xe. Bây giờ hiện tại xe đã xong rồi và đang đợi nó đang rửa cho sạch rồi xong rồi giao cho mình. Đây là cái chỗ mà mình đưa xe mình để làm nè. Nhìn nó đẹp ha. Trang trí theo kiểu mà cổ điển đồ. Ở đây thì tụi nó làm rất là nhiều xe cảnh sát. Đây, xe cảnh sát nè. Rất là nhiều xe đang được chờ để sửa. Và đây là xe mình đang được rửa, đang làm detail. Lát nữa rửa xong đi rồi mình sẽ quay một short clip. Trời đủ quá, xe đưa thư mà cũng bị banh đầu nữa mấy bạn. Oh my goodness. Đó, này là xe chở thư, chở hàng của bưu điện bên này. Nát cái đít nha cô. Đùng, cái này là chua nè. Trời đồ ghê chưa. Nói chung là mình cũng hên là có thằng chó nữa, nó đụng xe mình xong bỏ chạy, thì để cho mình có một cơ hội để mà mình làm lại chiếc xe mình với cái đầu mà mình muốn làm từ lâu lắm rồi, với một cái giá rất là ít. Cho nên trong cái xui nó có cái may không. Cái thời điểm mà xe mình bị đụng tới bây giờ là hơn 3 tuần, là đã là 3 tuần hơn mình không được lái chiếc xe của mình rồi. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình lái cũng hết tổng cộng là 3 4 chiếc xe khác nhau đó, ba chiếc xe khác nhau trong vòng 3 tuần. Rồi cái xe của mình bị đụng là bể cái bựng trước với lại bể một cái đèn ở bên người lái.
cái đèn không là 1.500 rồi đó, rồi cái bận trước. Nói chung là hình như đâu là hết 3.000 mấy 4.000 đó, nhưng mà mình thì chỉ bỏ tiền túi ra là 400, thì đã coi như thế nào.